Hello các bạn sinh viên trường Đại học Mặt Paris. Hôm nay thì Việt Úc Home sẽ giới thiệu với các bạn một dự án gần ngay trường đại học để các bạn có thể đi bộ đi học mỗi ngày. Dự án này có một vị trí rất lý tưởng khi chỉ cách trường có 500m và khoảng 7 phút đi bộ, cách trung tâm thương mại Mặt Paris Park 650m và cách trạm tàu điện Metro chỉ có 6 phút đi bộ. Để di chuyển đến trung tâm thành phố thì bạn sẽ đi tàu Metro từ ga Mặt Paris đến ga Chatsworth, sau đó bạn sẽ đổi sang tàu lửa đi đến ga trung tâm. Thời gian di chuyển vào khoảng 44 phút, hoặc bạn có thể tự lái xe vào khoảng 30 phút, hoặc là bạn có thể đi xe bus. Macquarie Park nằm ở phía bắc của thành phố Sydney, là khu vực kinh tế lớn thứ tư ở Úc, với tốc độ phát triển vào khoảng 6,8% một năm. Nơi đây tập trung nhiều công ty công nghệ cao toàn cầu như Microsoft, Sony, Apple, tập trung ngay trong khuôn viên của trường Đại học Macquarie và khu công nghệ cao Macquarie Park. Và bây giờ mời các bạn cùng đi theo Anna tham quan dự án căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm Macquarie, được thiết kế và xây dựng bởi tập đoàn Meriton, một chủ đầu tư uy tín hàng đầu nước Úc với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã từng xây dựng thành công hơn 78.000 căn hộ với tỷ lệ hoàn thành và bàn giao là 100%. Và đặc biệt là tập đoàn Meriton sẽ cho bạn vay lên đến 80% giá trị căn hộ với mức lãi suất ưu đãi chỉ có từ 3.5 cho đến 3.75% một năm. Và đây là vị trí của dự án đang được xây dựng và sắp hoàn thành bàn giao vào đầu năm 2025. Dự án bao gồm 3 tòa nhà ABC với độ cao tương ứng 38, 45 và 59 tầng, có nhiều tiện ích như sân vườn và barbecue ở lầu 5, phòng gym và phòng xông hơi ở lầu 2, tầng trệt thì có các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng và quán cà phê. Dự án bao gồm các căn hộ cao cấp từ 1 cho đến 3 phòng ngủ, được thiết kế vuông vắn và rộng rãi, với diện tích từ 60 cho đến 130m², có giá bán từ 600.000 cho đến 1,7 triệu đô Úc. Đây là khu vực tầng 5 barbecue sân vườn, và trên tầng 39 còn có một khu vực rooftop với tầm nhìn 270 độ. Và bây giờ chúng ta cùng qua nhà mẫu để xem các vật liệu thiết kế cho căn hộ nhé. Mời các bạn xem thật kỹ các chất liệu được sử dụng cho khu vực bếp, bao gồm đá ốp bếp, các chất liệu được sử dụng để làm các kệ tủ, cũng như các trang thiết bị đi kèm như lò nướng, bếp ga, máy hút mùi, máy rửa chén. Và đây là các trang thiết bị và vật liệu được sử dụng cho nhà vệ sinh, bao gồm bồn tắm kính đứng, bồn rửa tay, bồn cầu, bồn tắm nằm, gạch ốp tường cũng như là gạch lót sàn. Và bây giờ mình xin giới thiệu với cả nhà những công trình điển hình mà chủ đầu tư Meriton đã xây dựng và bàn giao trong những năm vừa qua. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giùm Anna để Anna có động lực làm những video hay hơn nữa nhé. Nếu bạn nghĩ đến mua nhà Úc thì hãy liên hệ Việt Úc Home số điện thoại 0914770675 trên Zalo gặp Anna Nguyễn nhé. Xin cảm ơn.